Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Giáp Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Đầu Hỏa ngày Giáp Tuất, tức Can Khắc Chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa Kỷ Tuổi Mậu Thìn Canh Thìn, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi và Tuyệt Thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương; sao Nguyệt Không, tốt về việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường; sao Tuế Hợp, tốt mọi việc; sao Giải Thần, Đại Cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành; sao Không Phòng, kỵ về cưới hỏi; sao Quỷ Khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý trong ngày này đang có điềm báo bạn trải qua một ngày cần phải hết sức tập trung vào công việc của mình, nếu không muốn mọi thứ đi chệch theo quỹ đạo mà bạn đã vạch ra trước đó. Ngày này bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ gây ra không ít trở ngại khiến cho vận trình của bạn khó mà được suôn sẻ. Và với bạn tuổi Tý, dù trong hoàn cảnh nào thì bạn cũng phải nhớ là làm tốt mọi công việc của mình, đúng nhiệm vụ, đúng bổn phận. Bạn đừng có lo nhiều chuyện bao đồng, trước khi giúp đỡ người khác thì việc của mình phải xong xuôi cái đã. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này còn tạo ra những bất đồng trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Nếu như cả hai người không chịu nhún nhường mà cứ khăng khăng làm theo ý của mình thì sớm muộn gì níu kéo cũng sẽ đứt dây. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim nên tập trung vào công việc để tránh rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, vận trình không được suôn sẻ, mọi thứ có thể đi chệch quỹ đạo. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc
thuộc mệnh hỏa, tốt nhất là cứ làm tốt công việc của mình theo đúng bổn phận. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tránh lo chuyện bao đồng khi việc của mình còn chưa xong xuôi. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, mối quan hệ về tình cảm có nhiều bất đồng nhưng không ai chịu nhún nhường. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu mùi, cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, cái chuyện tình cảm của bạn càng ngày càng có nhiều hiểu lầm nảy sinh giữa bạn và người ấy khi mà sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau chưa đủ lớn. Chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cho mối quan hệ của bạn bị rạn nứt. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin mừng trong công việc. Dường như với bạn tuổi Sửu, lúc tình cảm rối ren thì bạn lại có xu hướng vùi đầu vào công việc để đỡ lo nghĩ, đỡ suy nghĩ, đỡ lung lay về mặt tinh thần, cho nên đạt được những hiệu quả bất ngờ về công việc nữa. Với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn sẽ gặt được nhiều thuận lợi trong công việc và cấp trên cũng có ý định cất nhắc bạn vào một vị trí cao hơn với những biểu hiện xuất sắc của bạn trước đó. Tuy nhiên, bạn tuổi Sửu cũng nên nhớ là hãy tỏ ra là người khiêm nhường và tránh tỏ ra kiêu ngạo, ngạo mạn quá sớm để không gây ấn tượng xấu về bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt do hiểu lầm liên miên. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, lòng tin dành cho nửa kia chưa đủ lớn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, sự nghiệp có được tin mừng, đạt được hiệu suất cao bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội cất nhắc lên vị trí phù hợp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nên giữ thái độ khiêm nhường, tránh tạo ấn tượng xấu. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 35, số 76, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dần trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ, bạn đang có được vận quý nhân che chở, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn trong vận trình của mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần, bằng sự khôn ngoan và mạnh mẽ của mình, bạn hoàn thành tốt mọi mục tiêu đã đề ra, thậm chí còn đạt được kết quả ngoài mong đợi nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, cho nên tiền bạc của bạn được rủng rỉnh trong thời gian này. Bạn tính tới chuyện mua thêm một vài cơ ngơi hoặc là đầu tư vào một nghề tay trái nào đó, tiềm năng khá ổn, có thể tiến hành ngay cũng sẽ rất tốt cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, đây là điểm báo cho sức khỏe của bạn không được tốt. Bạn mệnh nên chú ý nhiều hơn tới vấn đề thân thể của mình và khi ra ngoài làm việc liên tục sẽ khiến cho bạn xuống sức rất nhanh. Vì vậy, với bạn tuổi Dần cần phải biết sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và ngủ nghỉ hợp lý để sức khỏe của mình trở lại tốt hơn.
Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy biết vận dụng năng lực cá nhân để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, một số hạng mục đạt được thành tựu ngoài mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tiền bạc được rủng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có thể tính tới chuyện đầu tư để sinh lời. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, sức khỏe yếu kém, chú ý dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 55, số 25, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Tuất nhị hợp. Cái điều này sẽ rất tốt cho mối quan hệ về làm ăn của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Mão, nhờ vào sự khéo léo, biết cách xây dựng mối quan hệ xã giao từ trước, lại thêm năng lực tự có mà bạn đã gây dựng được vị trí nhiều người mơ ước. Và lúc này, sự nghiệp của bạn sẽ có được nhiều bước tiến triển đáng kể. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, đang gặp được ngày có chính tài ghé thăm. Cái điều này cũng sẽ giúp cho bạn không cần phải lo lắng quá về vấn đề tiền bạc nữa. Thu nhập với bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay được vững vàng và ổn định, giúp cho bạn thoải mái trong việc chi tiêu, làm những điều mà mình mong muốn. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão, đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy, bạn trong ngày hôm nay đang có nhiều chuyện bất ngờ nảy sinh trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn và người ấy. Với bạn, làm cho không kịp thời trở tay, hàng loạt những hiểu lầm, mâu thuẫn bùng nổ. Và thời điểm này, tốt nhất là bạn nên bình tĩnh và cân nhắc lời nói để không gây tổn thương cho người mà mình yêu thương. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đạt được lợi ích qua các mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa biết cách xây dựng mối quan hệ xã giao để thu lợi cho bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, sự nghiệp có nhiều bước tiến triển đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tiền bạc được rủng rỉnh, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm rối ren, mâu thuẫn bùng nổ không kịp trở tay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là điểm báo cho bạn rất có thể sẽ gặp phải đào hoa xấu gây ra. Với những hiểu lầm liên tiếp nảy sinh khiến cho chuyện tình cảm của các cặp đôi dễ dàng bị rạn nứt. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, lại kỳ vọng quá cao vào chuyện tình cảm mới, đang còn mong manh, chưa có một khẳng định nào rõ ràng. Bạn tuổi Thìn, bạn mong muốn nhiều thứ vượt ngoài tầm với mà quên mất rằng mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất mông lung và chính bạn cũng chưa hiểu hết về đối phương nữa. Cái điểm sáng duy nhất của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này là nhờ có được thiên ấn giúp sức, bản mệnh nhanh chóng tìm ra được hướng giải quyết cho một số vấn đề đang còn tồn đọng đã lâu. Bạn mong muốn được cấp trên nâng đỡ và cố gắng hết sức mình để chứng minh năng lực của bản thân mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ gặp rắc rối do đào hoa xấu gây ra.
Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, các cặp đôi rạn nứt về tình cảm vì hiểu lầm liên tiếp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đối với những bạn đang còn độc thân có thể bị tổn thương do những ngộ nhận của bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nhanh chóng tìm được hướng giải quyết cho một số vấn đề đang còn tồn đọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, có hết sức chứng minh năng lực để được cấp trên công nhận. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cũng kéo theo họa tiểu nhân quấy phá, khiến cho vận trình của bạn lên xuống khá thất thường. Bạn tuổi Tỵ, bản mệnh luôn cố gắng rất nhiều để chứng minh năng lực của mình, nhưng cứ gần tới thành công thì lại bị đạp đổ. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn không có sự đề phòng cần thiết, dễ tin người, cho nên dễ sập bẫy của những kẻ tiểu nhân, chịu thiệt hại nghiêm trọng. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có để cho bản thân mình trở thành người dễ bị lợi dụng vì tin người quá đáng. Trước hết, bạn cần phải học cách bảo vệ mình tốt hơn thay vì chỉ cặm cụi vào việc phát triển như vậy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này bù đắp cho vận trình của bạn ngày hôm nay khi mà cái chuyện tình cảm của bạn vô cùng là suôn sẻ. Đúng là tình yêu có sức mạnh xua tan đi mọi thứ ảm đạm ở trong tâm hồn. Dù tâm trạng của bạn đang buồn bã vì bị gây khó dễ trong công việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy là mọi nỗi buồn trong bạn đều tan biến hết. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, đề phòng tiểu nhân quấy phá, tìm cách ngáng trở. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, luôn cố gắng chứng minh năng lực của mình nhưng lại bị thất bại ở phút cuối. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên có sự đề phòng cần thiết để tránh sập bẫy. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cần phải học cách bảo vệ bản thân mình, tức tin rồi mới tìm cách phát triển. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tìm tình cảm được suôn sẻ, người ấy có năng lực xua tan đi mọi mệt mỏi trong bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 65, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt phù trợ. Ngày này bạn đang gặp được vận quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên con đường tài lộc của bạn được khởi phát, tiền bạc được dư dôi, nhiều điều kiện thuận lợi đến với bạn trong ngày hôm nay. Bản mệnh càng làm càng ham tiền bạc, không ngừng đổ về túi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn đang trên đà được tăng tín. Bạn tuổi Ngọ, bạn biết điểm mạnh của mình ở đâu và dồn hết sức để phát huy thế mạnh đó, không để cho cơ hội vụt khuỷu tầm tay. Nhờ vậy mà bản mệnh đạt được rất nhiều mục tiêu mà mình đã phấn đấu. Cả về công danh lẫn tiền bạc đều đạt được mức đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ, đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng.
cái điều này, làm cho bạn đang có những tin vui về con đường tình duyên. Bạn trải qua biết bao nhiêu sóng gió, các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cả hai nhận ra vị trí không thể thay thế được của đối phương ở trong tim của mình, cho nên sẽ sớm tính tới chuyện về chung một nhà nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tài lộc được khởi phát, tiền bạc được dư dôi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, càng làm càng ham, tiền bạc đổ về túi càng nhiều. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, con đường công danh sự nghiệp trên đà tăng tiến được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đạt được mục tiêu nhờ hiểu rõ được điểm mạnh của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, các cặp đôi tính tới chuyện về chung một nhà sau khi đã trải qua sóng gió của cuộc đời. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, và đây là nguyên nhân có thể khiến cho chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau chồng chất càng khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cả hai thường xuyên làm tổn thương nhau bằng những lời nói nặng nề nữa. Và cái điều này ảnh hưởng khá lớn tới tâm trạng của bản mệnh trong ngày hôm nay. Công việc vì thế cũng chẳng đạt được hiệu suất như thường ngày. Bạn tuổi Mùi, bạn có thể bị khiển trách vì thái độ thiếu tập trung cho công việc mà mình đang làm. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, còn mang tới cho bản mệnh có cảm giác bất an, cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn đừng có lo lắng quá, có thể bạn chỉ bị lao lực trong suy nghĩ quá độ mà thôi. Nếu như bạn lo ngại thì nên đi khám bác sĩ, tìm hiểu nguyên nhân cho rõ ràng hơn để cải thiện về tình hình sức khỏe của mình tốt hơn. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, tình cảm rạn nứt do hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, mối quan hệ về tình cảm khúc mắc, cả hai thường vô tình làm tổn thương nhau. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tâm trạng bất an làm ảnh hưởng tới sự tập trung cho công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, có thể bị khiển trách vì tinh thần tắc trách, không chú tâm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, cơ thể có dấu hiệu lao lực do suy nghĩ quá độ. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 38, số 44, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội chia chở, cho nên vận trình ngày này với bạn được hanh thông, công việc được suôn sẻ, tình cảm cũng tiến triển một cách thuận lợi. Với bạn tuổi Thân, bạn vốn là người nhanh nhẹn lại sẵn máu liều, cho nên tập trung vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có được tiềm năng giàu có rất nhanh. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có tỷ kim nhập cục, và đây là lời cảnh báo cho bạn, rất có thể sẽ gặp rắc rối khi quá đề cao cái tôi cá nhân của mình mà không nhận những lời khuyên can từ mọi người xung quanh. Rủi ro là điều khó có thể tránh khỏi với bạn trong ngày hôm nay, và không phải ai cũng có đủ sự sáng suốt để nhận ra nguy cơ tiềm ẩn. Bạn nên đón nhận những lời nhắc nhở của mọi người để đề phòng bất trắc có thể xảy ra với mình, bạn tuổi Thân nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sim nhân sinh cho kim vượng,
Cái điều này cho thấy, đối với những bạn đang còn độc thân thì đang có được tình duyên, đào hoa nở rộ, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng cho tin vui sắp tới và bạn sẽ không thể biết được tình yêu đến bất ngờ như thế nào. Đôi khi người đó ở ngay bên cạnh ta mà bấy lâu nay ta nào đâu có biết. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình được hanh thông, công việc được suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, biết nắm bắt thời cơ để đầu tư, kinh doanh đúng lúc, thích hợp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có thể gặp rắc rối khi quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên lắng nghe lời khuyên của mọi người để tránh rủi ro tiềm ẩn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đào hoa nở rộ, duyên tới bất ngờ, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 48, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này do chịu tác động của cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại, cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn bị rạn nứt, là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Dậu tâm trạng bị sa sút, tinh thần kiếm sắc trong ngày hôm nay. Đôi bên có những bí mật không chia sẻ với nhau, dẫn đến hiểu lầm càng thêm sâu sắc. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, đây còn là lời cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ phá tài trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dậu kiếm được tiền nhưng chi tiêu cũng rất phóng tay, tiền đến đi rất nhanh, bạn cần phải sớm cân đối lại trong việc chi tiêu của mình đi thôi. Và với bạn tuổi Dậu trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tình cảm rạn nứt khiến cho tâm trạng của bạn bị sa sút, tinh thần kém sắc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, hiểu lầm càng ngày càng sâu sắc bởi những bí mật giấu kín. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nguy cơ phá tài nên quản lý về tài chính cẩn thận hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chi tiêu không có kế hoạch cho nên tiền đến rồi đi rất nhanh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên sớm cân đối lại việc thu chi để đảm bảo nguồn tài chính ổn định. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên ấn giúp sức, cái điều này sẽ giúp cho bạn nếu như biết vận dụng được sự sáng tạo của mình thì sẽ nhanh chóng đạt được những thành tựu rất đáng nể trong ngày hôm nay. Với những thách thức trước mắt là cơ hội không nhỏ để cho bạn bứt phá giới hạn của bản thân mình. Tuy vậy, với bạn tuổi Tuất trong ngày này, công việc của bạn khá áp lực về tiến độ và thời gian, nên không thể tránh khỏi những lúc nóng nảy và phải chạy theo. Dù gì đi chăng nữa, sự hấp tấp, vội vàng không giúp cho bạn đạt được kết quả tốt, bạn cần phải cố gắng để chậm, mà chắc thì sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ làm cho bạn sức khỏe không được tốt cho lắm. Bạn mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi đường tiêu hóa, không cảm thấy ăn uống ngon miệng, dễ bỏ bữa, ăn uống không đủ chất, cơ thể mệt mỏi nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc sẽ suôn sẻ hơn nếu như biết cách vận dụng sự sáng tạo. Tử vi tuổi Bính Tuất
thuộc mệnh thổ, khó khăn nhưng đồng thời cũng là thách thức để cho bạn tiến xa hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, hấp tấp, vội vàng, có thể gây ra sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cố gắng chậm mà chắc để đạt được kết quả tốt nhất. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, sức khỏe không tốt, dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ tư ngày 26 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều may mắn về tài lộc. Bạn mệnh tuổi Hợi kiếm được tiền từ những cơ hội không thể tin được, quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối cho bạn tìm ra được thời cơ trong những lúc khó khăn. Đặc biệt là ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, lợi nhuận có thể sẽ tăng lên gấp bội lần, buôn may bán đắt nhờ có chiến lược kinh doanh khôn ngoan và dội nắm bắt được thị trường. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này dẫn đến với bạn đang có những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng. Đôi bên gặp bất đồng về quan điểm cho nên mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Nếu như không sớm tìm được tiếng nói chung thì tình hình sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, con đường tài lộc gặp nhiều may mắn nhờ biết cách kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, quý nhân mang tới cho bạn có được cơ hội trong những thời điểm khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, việc kinh doanh buôn bán vượng phát nhờ chiến lược kinh doanh khôn ngoan. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, vợ chồng khắc khẩu, mâu thuẫn chồng chất. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên sớm tìm được tiếng nói chung để giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.